Xuất khẩu lao động là một cách thức giúp nhiều người có thể kiếm được thu nhập cao hơn so với làm việc trong nước. Tuy nhiên, sau khi đã kiếm được nhiều tiền rồi thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giữ tiền và đầu tư sao cho hiệu quả thì dưới đây là một số gợi ý. Thứ nhất là gửi tiết kiệm. Đây là cách thức đơn giản nhất để giữ tiền. Bạn chỉ cần mở sổ tiết kiệm ở một ngân hàng uy tín và gửi tiền vào để nhận lãi suất đều đặn. Không cần quá bận tâm đến tiền của mình sẽ đi đâu và không lo mất mát tài sản. Tuy nhiên, hiện tại lãi ngân hàng đang khá thấp, chỉ khoảng 5% một năm và không bù lại lạm phát cũng như trượt giá của Việt Nam đồng là bao. Vì vậy, đây chỉ đơn thuần là một cách giữ tiền chứ không tạo ra thêm được giá trị. Nếu bạn đã có một khoản tiền lớn sau khi xuất khẩu lao động về, bạn chỉ nên giữ một phần để phòng thân. Phần còn lại, mình nghĩ bạn nên phân bổ lần lượt vào việc kinh doanh hoặc học thêm chuyên môn để kiếm tiền tại Việt Nam, sau đó đến các kênh đầu tư sinh lợi nhuận cao hơn. Thứ hai là đầu tư vào vàng và bất động sản. Bất động sản và vàng là hai lựa chọn đầu tư truyền thống của người Việt. Bạn có thể mua nhà, đất hoặc căn hộ để ở, cho thuê hoặc bán lại với giá cao hơn. Tuy nhiên, không phải người lao động nào đi xuất khẩu về cũng đủ sức mua nhà. Hơn nữa, thị trường bất động sản đang đóng băng và phải mất một thời gian dài nữa mới phục hồi. Trong khi đó, vàng Việt Nam đang có giá rất cao, chênh lệch rất lớn so với giá vàng thế giới. Người dân đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, lo sợ mua thì nhỡ mai nhà nước điều chỉnh giá vàng giảm, không mua thì lại sợ giá vàng sẽ tăng cao hơn nữa. Lời khuyên trong trường hợp này là bạn chỉ nên đầu tư vào bất động sản nếu bạn thực sự có thể chi trả được và chỉ nên giữ một tỷ lệ nhỏ vàng. Bạn vẫn nên ưu tiên đầu tư vào kiến thức để phát triển sự nghiệp của bản thân trong tương lai trước, cũng như giúp đỡ gia đình và tìm một kênh đầu tư khác ít vốn và phù hợp hơn. Thứ ba là đầu tư vào chứng khoán. Chứng khoán là một lựa chọn đầu tư phổ biến khác. Tuy nhiên, đầu tư vào chứng khoán đòi hỏi kiến thức và kỹ năng đầu tư tốt. Nếu bạn là người chịu khó tìm hiểu và phân tích, bạn hoàn toàn có thể tự nghiên cứu và đầu tư dài hạn vào một vài mã cổ phiếu tiềm năng. Tuy nhiên, bạn không nên đổ quá nhiều tiền vào một mảng đầu tư này, mà nên bỏ trứng vào nhiều giỏ, dựa trên mức độ rủi ro bạn có thể chấp nhận được. Thứ tư là đầu tư vào kinh doanh. Nếu bạn có ý tưởng kinh doanh, việc khởi nghiệp có thể là một lựa chọn tốt, nhưng cần lưu ý, bạn nên có một kế hoạch cụ thể và rõ ràng khi kinh doanh. Vì trong thời kỳ kinh tế suy thoái, kinh doanh khó khăn hơn những năm về trước rất nhiều. Bạn có thể bắt đầu với việc kinh doanh nhỏ lẻ trước và chỉ thực sự mở rộng khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm, kiến thức cũng như là thấy ngách mà bạn đang kinh doanh thực sự tiềm năng. Thứ năm là đầu tư tiền điện tử. Đây là hình thức đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất. Đó chính là đầu tư tiền điện tử. Tiền điện tử là một loại tài sản mới mẻ và tiềm năng của nó cũng chưa được khám phá hết. Và sau đây là một số lý do khiến tiền điện tử được coi là loại tài sản có tiềm năng đầu tư cao. Thứ nhất là khả năng sinh lời cao. Giá trị của tiền điện tử có thể tăng lên đáng kể trong thời gian ngắn, mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư gấp nhiều lần các tài sản đầu tư truyền thống. Thứ hai là có tính thanh khoản cao. Tiền điện tử có thể được giao dịch dễ dàng trên các sàn giao dịch tiền điện tử, giúp nhà đầu tư có thể rút tiền ra khi cần thiết. Bạn có thể đầu tư linh hoạt, vốn ít, vốn nhiều đều được và mua bán giao dịch rất là đơn giản. Cuối cùng là tính toàn cầu. Tiền điện tử không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia, giúp nhà đầu tư có thể đầu tư từ bất cứ đâu trên thế giới. Bên cạnh những tiềm năng thì đầu tư tiền điện tử cũng tiềm ẩn rủi ro lớn khi giá trị của tiền điện tử có thể bị biến động mạnh trong thời gian ngắn, khiến nhà đầu tư có thể mất tiền nhanh chóng nếu không nhanh nhạy và quyết đoán. Nhưng nếu bạn là người sẵn sàng học hỏi, tìm tòi những kiến thức mới và muốn tìm một kênh đầu tư sinh lời cao thì bạn cũng nên cân nhắc tiền điện tử vào danh sách đầu tư của mình. Bây giờ thì hãy cùng tìm hiểu từng bước một nhé! Đầu tiên, bạn phải cần có một tài khoản trên sàn giao dịch tiền điện tử. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm trên sàn Binance. Đây là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới hiện nay. Đặc biệt là khi các bạn đăng ký qua link độc quyền của Tuttolink thì các bạn sẽ nhận được voucher hoàn phí của sàn là 100 USDT cũng như là được giảm ngay 20% phí giao dịch trên sàn nhé. Đầu tiên, để có tài khoản và nhận được ưu đãi tốt nhất thì mọi người hãy truy cập vào link đăng ký dưới đây. Link này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhé. Tiếp theo, các bạn sẽ bấm vào đăng ký. Các bạn có thể đăng ký bằng email này hoặc là số điện thoại. Lưu ý là với mỗi địa chỉ này thì mình sẽ chỉ sử dụng được cho một tài khoản Binance thôi nhé. Sau đó thì họ sẽ yêu cầu mã xác minh gửi về địa chỉ mail của mình. Tiếp theo, các bạn sẽ cần đặt mật khẩu cho tài khoản. Mật khẩu yêu cầu có tối thiểu là 8 ký tự, tối thiểu một chữ số và một chữ in hoa. Sau đó các bạn bấm vào tiếp theo. Như vậy là bạn đã tạo được một tài khoản Binance. Rất dễ đúng không nào?
Tại đây, bạn nhấn hoàn tất để tiếp tục chuyển sang bước xác minh. Tiếp theo là phần xác minh tài khoản. Tại đây thì mình sẽ cần phải cung cấp các thông tin mà sàn yêu cầu như là quốc tịch này, tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh. Đối với sàn Binance thì họ sẽ yêu cầu người sử dụng là những người trên 18 tuổi. Còn đây là phần địa chỉ nhà ở này thì cũng không quá quan trọng, cho nên là mọi người có thể viết gì cũng được. Phần quan trọng là ở bước tiếp theo là phần xác minh giấy tờ. Tại đây thì bạn sẽ cần chụp ảnh giấy tờ tùy thân của mình. Bạn có thể chọn là căn cước, chứng minh nhân dân hoặc là bằng lái xe, hộ chiếu. Nhưng mình thì mình vẫn nên chọn căn cước được đề xuất để làm cho dễ nhé. Đến bước này thì bạn có thể chọn làm ở trên app Binance trên điện thoại cho thuận tiện. Cuối cùng là bạn sẽ cần phải quét gương mặt ở trong app để hoàn thành xác minh tài khoản. Sau khi xác minh được tài khoản rồi thì chúng ta mới có thể giao dịch được ở trên sàn. Mọi người có thể kiểm tra xem tài khoản của mình đã được xác minh hay chưa. Mình có thể để ý ở phần biểu tượng hình người này. Nếu mà tài khoản của bạn đã được xác minh thì sẽ có chữ đã xác minh hoặc là verify. Như mình thì mới đăng ký nên là tài khoản vẫn đang ở tình trạng xét duyệt. Thời gian chờ xét duyệt của Binance sẽ khoảng 1 ngày. Vậy là xong, đợi tài khoản được xác minh là bạn đã có thể bắt đầu giao dịch ngay lập tức. Tuy nhiên là có một lưu ý bạn cần nhớ, đó là cần phải kiểm tra thật kỹ các link đăng ký, bởi vì nếu không có thể sẽ dẫn tới mất tiền bạc, tài sản. Vì vậy là bạn nên chọn cho mình những nơi đăng ký thật uy tín. Toplink là một trong những đơn vị hợp tác rất chặt chẽ với các sàn crypto. Vì vậy mà bạn có thể hoàn toàn yên tâm đăng ký Binance qua link của chúng mình để nhận ngay 100 USDT nhé. Sau khi các bạn đã có tài khoản Binance thì chúng ta có thể thực hiện việc mua coin qua giao dịch spot hoặc là P2P. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách giao dịch P2P trước. Mọi người sẽ chọn vào mục chat này, sau đó chọn P2P. Ở đây chính là giao diện của giao dịch P2P trên Binance. Hiện tại thì mình đang ở mục mua. Còn đây chính là danh sách các đồng coin mà Binance cung cấp. Mình sẽ chọn là USDT. Còn mọi người có thể thấy cái thanh này chính là mục để mình chọn loại tiền mà mình muốn sử dụng cho giao dịch. Mình sẽ vẫn để là Việt Nam đồng. Phía dưới này chính là danh sách những người mà đang bán đồng coin mà bạn muốn mua. Mọi người nên chú ý các thông tin của người bán, ví dụ như là đây là số lượng giao dịch mà họ đã thực hiện này, cũng như là tỷ lệ phần trăm thành công của các giao dịch đó. Bên cạnh đó sẽ là phần giá tiền của một đồng coin mà họ đưa ra. Ở bên này chính là khối lượng giao dịch tối thiểu và tối đa. Ví dụ như người này, họ sẽ chỉ chấp nhận giao dịch tối thiểu là 150.000 và mức tối đa là 300.000. Còn cột cuối cùng chính là phương thức thanh toán mà người bán họ chấp nhận. Bây giờ thì mình sẽ lựa chọn một người ngẫu nhiên và thực hiện giao dịch mẫu. Ví dụ mình sẽ chọn người này đi. Mọi người sẽ nhấn vào nút mua. Sau đó là mình sẽ nhập mức tiền mà mình muốn mua vào. Ví dụ mình sẽ nhập 300.000. Sau đó mình sẽ nhấn mua. Sau đó thì trang Binance sẽ chuyển hướng đến phần đơn hàng của mình. Mọi người có thể thấy đây chính là phần thông tin tên chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng. Mọi người sẽ cần phải chuyển tiền cho người bán thông qua các thông tin này. Và đặc biệt mọi người lưu ý cho mình cái dãy mã số này. Khi chuyển khoản thì mọi người lưu ý là không nên ghi thông tin là mua bán gì cả, mà cần phải nhập chính xác dãy mã số này vào phần nội dung chuyển khoản. Và sau khi mọi người chuyển khoản xong thì mọi người hãy ấn vào nút này để thông báo cho người bán là mình đã chuyển khoản. Mọi người lưu ý là mình nên chuyển khoản xong rồi mới ấn vào nút này nhé, để tránh bị người bán họ báo cáo. Sau thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách giao dịch spot ở trên sàn Binance. Đây, trước tiên để giao dịch spot thì mọi người cần kiểm tra tiền ở trong ví xem là mình đã có tiền ở trong ví spot chưa nhé. Bởi vì nếu mà muốn giao dịch spot thì mình cần phải có tiền ở trong ví đó. Hay chính là ví do ngay đấy. Đây. Mình hiện tại thì mình đã có tiền ở trong ví spot rồi. Tuy nhiên là nếu như bạn đang để tiền ở trong các ví khác thì mọi người cần phải chuyển sang. Đây mình lấy ví dụ nhá. Thì thường thì khi mà các bạn nạp tiền qua P2P hay là nạp tiền vào sàn thì ví thường thì tiền sẽ ở trong ví funding. Đó. Thì mình cần phải chuyển tiền từ ví này sang ví spot. Đây mình ví dụ thôi. Nếu mà các bạn muốn chuyển nhá thì các bạn nhấn vào chuyển này.
Rồi. Mình sẽ chọn các cái tiền ở trong ví mình có và chuyển sang ví Fiat và Sport. Mình ví dụ là ví Funding đi. Bạn chọn Funding nhá, xong nhấn vào đây. Đó. Đấy, thì mình sẽ để ý là chuyển từ ví Funding sang Fiat and Sport. Đó. Sau đó các bạn sẽ nhập số tiền vào đây và nhấn xác nhận là mình đã chuyển được tiền rồi. Đó. Mình lấy ví dụ như vậy. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách giao dịch Sport ở trên sàn Binance nhé. Các bạn cũng nhấn vào nút giao dịch ở trên thanh công cụ này. Sau đó chọn Sport. Rồi. Tại đây thì chính là giao diện của giao dịch Sport ở trên sàn Binance. Các bạn có thể thấy nhé, đây chính là cái cặp tiền mà mình đang lựa chọn này, cũng như là mức giá thị trường hiện tại của cặp tiền đó. Rồi còn đây chính là biểu đồ giá nhé. Và phía bên này chính là có một cái thanh công cụ. Cái thanh này là thanh tìm kiếm để mình có thể search và tìm kiếm những cặp tiền mà mình muốn giao dịch. Đó. Thì mình vẫn đang để là BTC USDT nhé. Rồi, các bạn kéo xuống này. Đó thì tại đây chính là nơi để các bạn thực hiện các việc mua và bán tiền điện tử. Rồi. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mua trước này. Tại đây thì mình đang sử dụng lệnh limit và lệnh giới hạn này. Nên mình sẽ đây là lệnh limit nhá. Còn đây chính là mức giá. Đây chỉ là mức giá mà sàn gợi ý cho mình thôi. Đối với lệnh limit thì mình lựa chọn bởi vì mình sẽ được mua ở cái mức giá mà mình mong muốn. Đó, vậy nên là các bạn có thể nhập cái mức giá mà các bạn mong muốn mua vào đây. Đó. Còn đây chính là số lượng mà các bạn muốn mua các bạn nhập vào này, còn không thì như mình thì mình sẽ hay sử dụng cái thanh kéo này. Cái thanh kéo này thì nó sẽ dựa trên là cái số tiền mà mình đang có ở trong ví. Đó. Thì các bạn sẽ sử dụng cái thanh kéo này cho tiện nhé. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử thực hiện việc mua đi. Cái lệnh limit này thì bạn sẽ đặt ra cái giá tiền mà bạn mong muốn mua, sau đó là khi mà cái mức giá của thị trường nó đạt đến cái mức giá mà bạn đặt ra thì tức là lệnh đã khớp và bạn đã thành công việc mua tiền điện tử. Đó, còn không thì lệnh sẽ vẫn đang ở trạng thái là lệnh chờ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử thực hiện việc mua nhé. Mình sẽ thử nhập một cái mức giá nào đó vào đây. Rồi, mình sẽ thử nhập mức giá như này đi để mình thực hiện việc mua thành công luôn cho các bạn xem. Rồi, mình sẽ sử dụng cái thanh kéo này. Đó. À, các bạn chú ý thêm cho mình nhé, là ở trên sàn Binance thì với việc giao dịch spot thì sàn sẽ chỉ cho phép chúng ta giao dịch tối thiểu là từ 5 USDT trở lên. Rồi, đây. Mình đã nhập xong giá này, điều chỉnh xong rồi này và các bạn nhấn mua thôi. Đó. Rồi, các bạn có thể thấy là mình đã vừa mới tạo lệnh mua thành công rồi. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách bán tiền điện tử như thế nào. Thì nó cũng tương tự như là việc mua thôi. Đây. Đó, đây mình đã khớp lệnh mua rồi này. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang phần bán nhé. Tại đây thì cũng như vậy. Khi mà mình đang đặt lệnh limit thì mình cũng được phép là mình chỉnh cái mức giá mà mình muốn bán ra như thế nào. Đây, bây giờ thì mình cũng làm tương tự như ở bên kia thôi, mình sẽ thử điều chỉnh một mức giá nào đó đi. Rồi, mình cũng kéo cái thanh công cụ như thế này. Rồi nhấn bán này. Rồi, vậy là mình đã tạo lệnh bán thành công. Đó, khi mà giá thị trường đạt đến cái mức giá mà mình đặt ra thì tức là mình đã khớp lệnh rồi. Đó, tương tự thì các bạn có thể làm theo đơn giản như vậy thôi. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các loại lệnh mà bạn cần biết. Đây, đầu tiên các bạn thấy như mình vừa nói thì chính là lệnh limit, lệnh giới hạn như mình vừa mới thực hiện mẫu vừa rồi. Thì mình sẽ nói lại một chút là lệnh này là bạn sẽ chọn một giá cụ thể để mua hoặc bán và lệnh này sẽ chỉ được thực hiện khi mà giá thị trường đạt đến cái mức giá mà bạn đã lựa chọn. Và đây, tiếp theo thì chính là lệnh thị trường hay chính là lệnh market order đấy.
thì lệnh này là bạn sẽ mua bán ngay lập tức với mức giá tốt nhất hiện có của thị trường. Và cuối cùng thì chính là lệnh giới hạn, lệnh stop limit. Thì bạn sẽ đặt ra hai giá, một giá dừng và một giá giới hạn nhé. Khi giá thị trường đạt đến giá dừng thì lệnh giới hạn của bạn sẽ được thực hiện. Thực ra có rất nhiều người nhầm lẫn việc mua bán tiền điện tử là đầu tư, nhưng mua đi bán lại trong thời gian ngắn thì chỉ là chơi coi thôi. Và mình thì không khuyến khích người mới chơi coi cho lắm, vì lướt sóng trong thời gian ngắn đòi hỏi bạn cần phải rất tập trung, quan sát và nắm bắt thị trường, rủi ro cũng sẽ rất lớn. Nếu bạn là người mới thì mình mong bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan cũng như là có kế hoạch đầu tư rõ ràng, cụ thể trước khi bắt đầu đầu tư crypto hay bất kỳ mảng nào khác. Và mình vẫn phải nói lại một lần nữa là đừng dồn hết tiền vào bất kỳ một mảng đầu tư nào. Hãy phân bổ vốn hợp lý theo mức chịu rủi ro của bạn. Ví dụ như mình là một người thích sự an toàn thì mình sẽ để 50% số tài sản của mình có ở dạng là tiền gửi tiết kiệm để phòng thân, 10% mua vàng, 30% cổ phiếu và 10% đầu tư tiền điện tử. Như vậy thì khi giá vàng và tiền điện tử có tăng thì tài sản của mình cũng tăng theo, còn nếu chúng có giảm thì cuộc sống của mình cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video. Hy vọng rằng sau khi xem xong video này các bạn đã có một chút ý tưởng để đầu tư gia tăng tài sản của mình. Và nếu như bạn chưa có tài khoản giao dịch tiền điện tử thì bạn có thể đăng ký ngay bằng đường link đăng ký các sàn mình để phía dưới phần mô tả của video để nhận được những phần quà ưu đãi hấp dẫn dành cho người mới nhé. Và nếu thấy video này của mình hay, hãy cho mình xin một like, share và subscribe kênh Tốt Linh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào!